Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Với 1.000 tỷ BP tươi, bác chủ đang gửi gắm mình build một đội hình mạnh nhất của pháo thủ trong form tiền đó. Nơi mà ở đây thì bác ấy đang có một vài những con hàng như Borowski này và mấy con hàng dâu ria nữa, kiểu Seva nữa. Nhưng Seva này chắc là để lại thôi, chưa dùng đâu đó cả. Thì với pháo 1.000 tỷ này, bác ấy có nhắn nhủ với mình là chỉ cần build cho bác ấy một con hàng công với sự góp mặt của Thierry Henry là được. Và Henry 8 thì là Henry của mùa BTB nha. Con này giá cũng khá mềm rồi, 280 tỷ. Anh em sở hữu một con tiền đạo chạy 123. Nếu như vào đúng đủ team color thì anh em sẽ có tốc độ, nói chung là tốc độ sẽ khoảng tầm hơn 130 mấy này, sẽ rất nhanh anh em nhá. Rồi, Henry đã xong rồi cho bác chủ này. Rồi, chúng ta sẽ đến với những vệ tinh còn lại hàng công này. Có lẽ sẽ là một con Dennis của mùa HG cộng 5 nha anh em nhá. Con này có 2 chân 5 năm thì rất là xịn rồi. Sút xa, sút xoáy đầy đủ, tốc tốt, dứt điểm ngon. Hàng công thì mình nghĩ là dùng cặp huyền thoại đó là đẹp. Tiền vệ em nào. Rồi, đảo xuống hàng tiền vệ thì chắc là một con Vieira của mùa này này. Chốt này. Là một con Perti của mùa này này. 110 năm này. Chốt này. Một con gạo nữa nhá. Chốt. Cho Vieira về đá trung vệ vậy. Ok chưa ạ? Vieira về đá CB thì tôi mua con CB nữa luôn. CB nữa thì anh em có thể lấy một là Saliba, hai là Sue Campbell. Saliba mùa này có vẻ hơi khó mua ấy nhở. Campbell DC tôi chưa đá bao giờ cả. Làm tí nhá. 105 tỷ. Thực ra là anh em lấy Saliba này cũng rất được này. Nhưng mà tôi thấy Sue Campbell này mới quá, tôi chưa đá bao giờ cả. Thích quá. Thằng trắng này ảo anh em ơi. Thằng trắng này ảo quá rồi, không chơi được. Được chưa anh em, cái hệ thống này đẹp ấy nhở. Vieira trung vệ với Sung Campbell, gạo với Perti giữa. Bây giờ là đôi cánh anh em ơi. Nếu đờ si tú cho mình full team cộng 8 luôn nha. Hỏng rồi, gãy rồi. Bác chủ, đó là câu chuyện cộng 5 nếu như mà anh em mua nhá. Nhưng bác chủ, bác ấy lại có một cái tâm thư gửi về. Bác chủ chơi cộng 8 thì bây giờ mình sẽ đổi cho anh em xem form cộng 8 nhá. Bác chủ quay quả xe đấy thì mình cũng phải quay xe thôi. Gãy luôn cái hệ thống này rồi anh em ơi. Rồi, form 8 nào. Form 8 thì phải chơi mùa cũ. Bây giờ để làm hàng công nào. Form 8 thì lấy Dennis mùa này nhá. Hoặc là Robin Van Persie. Dennis mùa này đi, 186 tỷ này. Van Persie à? Hình như có một con Borowski nữa rồi. Saka. Ủa, Saka mùa này có mang tốc độ nhưng không biết sút. Saka này tôi rất ít khi tôi đá nhá. Chả nhẽ tôi cho con này đá thử nhở. Con này tôi hơi cấn một tí anh ạ. Rồi, cứ lấy Henry với Van Persie đã nhá. Hàng thủ lại nào. Saliba LOL mua được không? Con này mua được ngon thật. Saliba LOL cũng là một lựa chọn rất êm luôn. Saliba đá với Sung Campbell luôn nhá. 72 tỷ đi, sợ lời tí nhá. Cặp trung vệ là xong. Ok chưa, Saliba với Sung Campbell. Tiền vệ nào. Tiền vệ phòng ngự. À, có gạo đây. Gạo mùa này thì cũng rất nét rồi. 117 tốc độ luôn rồi. Ok, 98 tỷ đi. Patrick Vieira. Hoặc là Perti này. Perti MC cũng được. Chạy cánh có Freddy Nungbop. Freddy Nungbop này chạy cũng là một con hàng chạy khá là khét đấy. Ầm luôn mà tốc độ có thứ đầy đủ. Borowski có tận dụng luôn không nhở? Con này chắc chạy luôn cánh trái nhá anh em nhá. Đỡ phải tốn tiền mua. Đỡ phải tốn tiền. Hay lấy con Owen nữa nhở? Mang cái Owen EBS giá khá là êm. Đẩy mẹ Dennis ra cánh vậy. Owen đá chạy hổ báo chứ. Nhầm tưởng MU. Quên làm theo có Owen. Saki Nabri. Xem Henry có mùa nào. Cứ nhớ là MU ạ, cứ nhớ tưởng vì MU anh ạ. Thế thì 222 tỷ này. Xem cái Napri. Đây mùa này. Mùa này mua có cao quá không nhở. Con này là con ngon đấy nhá. 2 chân 5 năm chạy khỏe. Tôi đang định tình lấy nó nhưng mà anh em. Cao quá không nhở. Cần một cánh nữa là xong rồi. Sao build về hàng thủ. 222 tỷ. Gặp Ben Jesus. Lấy mẹ Jesus này. Jesus chạy 120x. Cũng là hàng mê đấy nhá. Hoặc là Kai. Kai Havertz chân trái, có con Borowski chân trái rồi mà lại chân trái nữa thì nó hơi dở nhỉ. Lấy dây sớt ra cánh đá khá hay luôn nhỉ. Tôi lấy dây sớt đây. Thực ra dây sớt này tôi cũng khá thích anh em ạ. Tôi đá một lần rồi tôi cũng mê. Chạy nhanh điên luôn đấy. Và Tinkler chạy 131. Đéo bao giờ ngò luôn. Rồi bây giờ ốp hàng thủ nhá. Ốp lại hàng thủ là xong. Hàng thủ chân trái rẻ rẻ thôi. Mỗi con New Zeal tầm vài chục.
Đây click chi thôi này. Tầm tiền này cứ thế thôi, vã mấy con rẻ rẻ thôi chứ tiền đâu mà build mấy con hàng sang làm cái gì. Click chi. Bên phải này có ai? Timber mua được không? Có mỗi Timber là hợp lý nhất rồi. Manon 9 này được không? Mua được không? 30. Chứ chắc mua được anh em ạ. Timber này đẹp nhất này. Thôi đấy, tặng Timber này thôi, 4 tỷ. Rẻ. Sau đó ô con thủ môn nữa là xong. Check FS cả. Check FS này lại hơi cao. Vừa tiền thì có em này Fabiaki. Thực ra thủ môn thì chỉ cần như thế thôi. Không mua được Martinez 8 đâu. À có, mua được không? Được vậy, mua được hay sao ạ? 25 tỷ 21 tỷ. Hợp lý nhất là mua con này. Hình như hôm trước tôi mua con này rồi thì phải. Con check to quá. Fabiaki. Rồi tôi sẽ xem lại hệ thống này nào. Hàng công thì rất mạnh anh em ạ. Hàng công đánh giá rất khủng với Dennis, với Henry và với Gambesert. Cánh còn lại thì chúng ta đã có Luka Podolski rồi. Dư một chút tiền thì anh em có thể lấy thêm một con Saka. Nếu như anh em muốn quẩy cánh thì cũng là một lựa chọn không hề tệ một chút nào nhá. Đôi trụ Partey và Dean Wright quá tuyệt vời rồi. Hàng thủ thì Sean Campbell, bên cạnh là Saliba rất cứng. Hai con hàng nhỏ nhỏ bên cánh nó mình nghĩ là đủ dùng rồi. Và thủ thành Fabiaki. Thế thôi, hàng công quá khỏe rồi nhá. Ramsdale, nếu như bác chủ mua con check này cũng được này. Gom gom tí tiền thì mua con check cũng ok nhá. Nếu bác chủ thích con check rồi thì bác mới mua cũng được. Check này thì đặt tầm 70 có. 70 thì đang khá min. Bác chủ có thể xả một hai con nào đó bán đi cũng được. Thì lấy tiền bác ấy mua con check. Click chi là đủ dùng anh ạ, con này rẻ 7 tỷ. Con này ok. Thì tôi nghĩ đây là một hệ thống cũng rất ngon anh ạ. Rất ngon luôn. Hàng công khỏe, Henry, Bergkamp, Jesus và Podolski. Vẫn dư một tí tiền, thực ra đang hơi với để mua con Peter Cech. Nếu như mà đủ thì mua Cech cũng được, để phương án anh em mình dùng lâu dài về sau. Bác chủ gom lên 5 tỷ nữa là mua đủ nhá. Rồi sau đó mặc cả cũng được. Còn không thì thủ môn nó cũng nhiều lắm. Rồi rồi anh em ơi, thế nhá anh em nhá. Hôm tới thì chúng ta sẽ trở lại với áp pháo thủ này. 2 days later. Rồi sau đúng một ngày trở lại với những con người của Arsenal thì chúng ta đã thấy mọi nhân sự về đã vô cùng đầy đủ rồi. Đây là một form Arsenal với thẻ cộng 8 và tất cả đội hình này đều đã mạ vàng đầy đủ rồi. Với một team của pháo thủ thì anh em sẽ được búp những chỉ số như sau. Chỉ số chung cộng 3, chuyền ngắn 3, khéo léo 3 và cùng với đó thì team vàng sẽ được cộng thêm 4 chỉ số. Ngoài ra thì một vài những cầu thủ được búp thêm những chỉ số phụ như kiểu linh hồn của pháo thủ, thêm được dứt điểm 1 và giữ bóng 1 dành cho Henry và Dennis Bergkamp. Ở đây thì Ferdinand Bob còn búp được cả pháo thủ này, còn thêm được cả tốc độ 3 và thăng bằng 2 luôn này. Tính ra búp cũng rất ngon nha anh em nha, xịn sò thật. Hàng công sẽ là Van Persie của mùa FA, bên cạnh là Thierry Henry của mùa BTB. Van Persie của mùa giải này nếu như mà full level dứt điểm rất căng luôn. Dứt điểm 132 và lực sút là 132, sút xa sút xoáy bấm bóng đầy đủ. Henry BTB thì cũng rất nổi bật về tốc độ của mình. Tốc độ của Henry lên tới là 134, dứt điểm 131, có sút xoáy đi kèm. Và ở đây thì bác chủ cũng thêm một chỉ số ẩn ở ngày thiện sút xoáy. Đôi cánh sẽ là Dennis Bergkamp với mùa MC8 và cánh còn lại là Freddy Dumbop. Podolski hôm trước ở mình có ở đây nhưng có lẽ là phải dự bị cơ à. Bộ đội chủ sẽ là Partey Chen, bên cạnh là Dean Wright của mùa E21. Cặp trung vệ là Sean Campbell, EBS, bên cạnh là Patrick Vieira với mùa BTB. Bên phải có Timber, bên trái là Click Chi, vị trí gác đền là thủ thành Fabiaki. Nói chung thủ môn thì anh em có thể mua Peter Cech nhá. Nhưng mà mình bảo thủ môn mình không đầu tư quá nhiều, chỉ cần thế thôi. Vì thủ môn chắc là cũng chỉ ăn với mắc võng trong đội hình này, nó cũng hệ thống rất là đẹp rồi. Ở dưới bác chủ cũng mua nhiều dự bị hẳn hoi nha. Ở dưới có Sugar Icon này, có Lacazette, có Borowski, có Pires. Tính ra tương đối dày ở thị trường chuyển nhượng này thì sao? Bác chủ còn mua thêm cả Peter Cech à? Peter Cech 50. Dù sao thì đây cũng là một hình của pháo đẹp với form cộng 8. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với những bước chạy đầu tiên của pháo thủ này. Rồi đã thưa anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình Arsenal với form cộng 8. Tài chính đầu tư khoảng 1.000 tỷ, anh em có những cầu thủ với bộ chỉ số rất tuyệt vời. Đây là Thierry, tốc độ của Henry. Quả này vào không? Bước chạy đẩy hơi nhanh nhở. Quả đẩy thêm một bước nữa thành ra chớ luôn. Mình xin nhá. Ăn mừng luôn mà. Hay quá, Clichy. Đây là Freddy Lubop. Rồi căng ngang vào là xong, cái gì nữa. Xong chưa? Từ 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 từ. Đèn thế nhờ, quả xịt kìa. Party. Party.
không đến được cái đầu của Henry. Ai à? Ai à? Chơi Henry kìa. Pha bóng này rất dễ để thành bàn nha. Rất dễ thành bàn nha. Và Percy xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Cái chân trái của Percy thì cực kỳ nguy hiểm. Tỷ số là 2-0. Và Percy bên này là Ferdinand Dumbop. Tốc độ của Ferdinand Dumbop chọc sang cho Percy là xong rồi gì nữa. Nói kiểu gì? Đúng cái xà mới đen tôi không? Ua. Và cản phá của Patrick. Rồi, ai đuổi được Henry pha bóng này đây? Ai đuổi nổi đây? Ai đuổi nổi đây? Chạy vào trong bất lực mà anh em ơi, Henry kìa. Đơn giản. Van Persie. Pha này thì xong rồi. Pha này thì xong rồi. Thằng tỏi này bị mình vượt qua rất nhiều anh em ạ. Loại bỏ từ mấy tình huống đều là người đi sau tiền đạo khi dứt điểm. Hay quá nhở gạo. Gạo. Trời ơi, vào FD kìa. Nó hơi xa. Rồi, hay lắm. Thierry Henry. Vào đây, làm gì nào. Ua. Thằng này, thằng Tài không có tình người luôn á. 4-0 rồi, tình huống đấy thì bỏ qua nó đi. Vẫn thổi penalty được. Ai chà, có đấy làm gì đến nỗi nhỉ. Làm gì đến nỗi mà Tài lặng quá. Gọn gàng rồi. Tỷ số là 5-0. Ây à. Rất đơn giản đấy nhở. Bóng này đỏ ghê nha. Ây à. Mẹ mày bóng đá điêu quá trời thề. Trận này đá kiểu gì đấy. Rồi, tốc độ của Henry. Rồi, bàn đầu tiên. Bàn đầu tiên so sự sở lại ở trận đấu rất đì này. Rồi, Henry. Đuổi hộ tao cái. Đuổi hộ tao quả này cái. Còn một bàn nữa thôi. Nhiệm vụ cũng đã sắp hoàn thành được rồi. Có cái mắt gì vậy? Rồi, Van Persie. Đỡ đi. Tỷ số là 3-3. Mọi thứ đã trở lại đúng cái quỹ đạo của nó rồi. Rồi, Henry, quả này mày đuổi hộ tao cái. Mày đuổi đi. Tỷ số là 4-3. Một trận đấu lội ngược dòng cực kỳ hấp dẫn. Quýt Boloski này nó phát xuống thì ai đỡ được đây. Ai đỡ được nó đây. Dấu chấm hết dành cho đội bạn rồi. 3-0. 3 bàn đầu tiên là tất cả những gì mà đối có thể làm được. Henry đỡ làm sao được quả này đây. Đỡ làm sao được đây. Đề hay nhờ. Henry nó vít kìa. Trời ơi, tốc độ của Henry kìa. Đỡ làm sao đây. xin lỗi. Lại là một pha cầu Ben thành công. Chỉ cần một cái tắc nhẹ thôi là chúng ta có một bàn thắng bằng penalty ngay. Khó lắm. Henry sở trường với những pha sút Ben như thế này. Tí nữa kia ngã luôn ạ.
Kéo vậy. Xong rồi. Chuyền được quả bóng như vậy là biết xong rồi. Robin van Persie với cái chân phải của mình. Rồi Henry, tốc độ của Henry được khai thác ngay. Henry. Rồi xong rồi. Mày đỡ. Cái gì ấy nhở? Thằng là Alaba. Alaba vào đây hộ tao cái. Vào đây hộ tao cái. Vào hộ tao cái. Cái chân trái kìa. Cái lực bóng là quá mạnh của Dennis Bergkamp. Tạt. Xong rồi đấy. Nét nhờ. Dennis tạt hay ghê luôn. Và đó là pha dứt điểm của Freddy Nubop. Hay quá. Bỏ phối kìa. Harry Kane hơi khó nhìn. Người nhìn khó